quần máy của khu vực đồng tiền trong châu Âu. Thủ tướng Anh David Cameron kêu gọi có kế hoạch dự phòng nếu Hy Lạp rời khỏi khu vực đồng euro. Ông cũng cho rằng các nhà lãnh đạo EU cần tránh áp đặt lên Hy Lạp. The future of Greece is for the Greek people to determine. Tương lai của Hy Lạp là do người dân này định đoạt. Ayam lebih meladu. Adu ayam. Yeah.